Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1978, ôm lộc phú quý, hốt về tiền tỷ, phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng khó, trở mình đổi kiếp giàu sang, tiền vàng nhét nước két. Tên Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thân mến, ở đời không ít người hám tài, tham quyền, háo sắc mà đánh mất đi lý trí, đạo đức, nhân cách, khiến bản thân lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Người sống thiện lương thường chấp nhận thua thiệt, nhưng trời cao sẽ phù hộ, mỗi một hành động hướng thiện, tích đức đều giúp bản thân tăng thêm vũ khí. Khi đứng ở trên vị trí cao hơn người khác, ắt sẽ bị không ít người đố kỵ, đó là điều khó có thể tránh khỏi, bởi không muốn người khác hơn mình là thói ghen tị thường tình của con người. Cổ nhân có câu, trung hòa là phúc, cực đoan là họa. Người mà trong lòng bình thản, làm việc chung dung ắt sẽ có phúc báo. Ngược lại, kẻ mang tính cực đoan thì làm việc gì cũng không thuận lợi và dễ rước họa vào thân. Xem tử vi trọn đời của anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, cuộc đời thời trẻ nhiều lao đao, lận đận, vất vả ngược xuôi, khó khăn cùng đường, nhưng không vì thế mà con giáp này nản lòng. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của mình mà từ năm 2024 trở đi, họ gặt hái được thành công, quý nhân giúp đỡ, tài lộc được tốt đẹp, công danh, sự nghiệp rạng ngời, về hậu vận gặp nhiều may mắn, phúc lộc hội tụ, công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh, an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, có thể có nhiều anh chị Mậu Ngọ hiện tại vẫn đang gặp đầy những trắc trở, khó khăn, tài lộc dễ bị tiêu tán theo nhiều cách khác nhau, có thể là vì anh em, bạn bè mà mất tiền, mất bạn, cũng có thể vì sức khỏe người thân trong nhà mà con giáp này cũng không giữ được tài lộc cho mình, sự nghiệp thì bấp bênh do nhiều yếu tố cản trở. Hiểu được nỗi trăn trở đó, các bậc thầy tử vi phương Đông đã hiệp lực luận giải tử vi tuổi Mậu Ngọ đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, để anh chị có thể tận dụng cơ may trong đời cũng như tránh xa được những xui xẻo, để băng băng tiến về phía cuộc đời giàu sang, hưng vượng của mình. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 cầm tinh con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong số 12 con giáp. Tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn chứ không làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh 1978 đó chính là không quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng, giống như một con ngựa đã được thuần hóa. Thì phần lớn người tuổi Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh, họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về tài chính nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn.
khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục. Cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời khi làm việc, họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng. Trong bảng 12 con giáp, hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt. Đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần, và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các kế hoạch trước khi chúng được hoàn thành. Nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, và nếu không được hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bức rứt. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, với cương vị là một người tiên phong. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Họ có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái, nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Cuộc sống gia đình của nữ mệnh Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Họ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc, nên công danh hầu như không có. Trong công việc, họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận, cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của Mậu Ngọ do nóng tính nên thường bị đổ dở. Nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp, thì cuộc sống của Nam Mậu Ngọ sẽ góp phần sung túc hơn.
Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Quý khán giả thân mến, người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 là những người mang trong mình một tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. Hành trình cuộc đời của họ không bao giờ bằng phẳng, trái lại, nó đầy rẫy những gian truân và thử thách. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm này đã góp phần hình thành nên một con người trưởng thành, biết trân trọng những gì mình đang có. Ngay từ khi còn nhỏ, Mậu Ngọ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Những năm tháng đầu đời thường gắn liền với nỗi lo âu về tài chính trong gia đình. Có thể nói, tuổi thơ của họ không chỉ là những niềm vui hồn nhiên, mà còn là những bài học quý giá về sự chịu đựng và cố gắng. Những vất vả ấy đã giúp họ hiểu rằng, để có được thành công cần phải nỗ lực không ngừng. Khi bước vào tuổi trưởng thành, cuộc sống càng trở nên khắc nghiệt hơn. Mậu Ngọ phải đối diện với những áp lực từ công việc, gia đình và cả những mối quan hệ xung quanh. Họ đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ những vị trí thấp đến cao, mỗi nơi đều mang lại cho họ những bài học bổ ích. Tuy nhiên, điều khiến họ cảm thấy đau lòng nhất có lẽ là những thất bại trong tình yêu. Những mối tình không như ý đã khiến trái tim họ chịu nhiều tổn thương, nhưng cũng chính nhờ vậy mà họ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian trôi qua, Mậu Ngọ đã học được cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Họ nhận ra rằng, hạnh phúc không phải chỉ là sự giàu có hay địa vị, mà còn là những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, bạn bè. Dần dần, họ đã tích lũy được một số tài sản vật chất và tinh thần đủ để sống một cuộc sống bình yên. Họ học cách đánh giá cao những điều nhỏ bé trong cuộc sống như bữa cơm gia đình, những chuyến đi chơi ngắn ngày hay chỉ đơn giản là những buổi tối quây quần bên nhau. Tại thời điểm hiện tại, mặc dù Mậu Ngọ có thể chưa đạt đến những đỉnh cao mà họ ao ước, nhưng chính sự trưởng thành trong tâm hồn đã giúp họ nhận ra rằng mình đã có đủ. Họ hiểu rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng công bằng, và đôi khi điều quan trọng nhất là biết đủ để hạnh phúc. Họ bắt đầu biết yêu thương bản thân hơn, biết cách tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói, cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ là một hành trình đầy thử thách, nhưng chính những gian truân đó đã rèn rũa họ thành những người kiên cường và thông minh. Với một tâm hồn rộng mở và lòng biết ơn, họ đang sống một cuộc đời trọn vẹn, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cuối cùng, điều mà họ tìm kiếm không phải là sự hoàn hảo mà là sự an yên trong tâm hồn, biết đủ để yêu thương và hạnh phúc với những gì mình đang có. Cuộc sống mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với trái tim và tâm hồn mạnh mẽ, tuổi Mậu Ngọ vẫn sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phía trước, tìm kiếm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình của những người tuổi Mậu Ngọ mang nhiều màu sắc thú vị, với cả những cơ hội đáng giá lẫn thách thức cần vượt qua. Chính ấn xuất hiện trong lá số tử vi thời điểm này như một ánh sáng dẫn đường, mang tới cho bạn khả năng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng những người xung quanh. Bạn như một vì sao sáng, luôn tinh tế và nhạy bén trong việc nhận diện và tận dụng cơ hội. Thời điểm này, mọi sự nỗ lực của bạn đều có cơ hội được đền đáp xứng đáng, đặc biệt là trong công việc và những dự định quan trọng. Nguyệt lệnh mộc dục cũng đến, thổi một làn gió của hy vọng vào những khởi đầu mới. Tuy nhiên, điều này cũng cảnh báo rằng bạn cần đề phòng trước sự tác động của những yếu tố ngoại cảnh. Với bản tính thông minh và tài giỏi bẩm sinh, tuổi Mậu Ngọ thường không ngần ngại đối mặt với khó khăn. Nhưng trong thời điểm này có thể sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy trông chênh, không chỉ từ những thách thức bên ngoài, mà còn từ chính những cảm xúc và suy nghĩ bên trong. Sự nhạy cảm của bạn có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không biết cân bằng. Thời điểm này, sự tương tác giữa ngũ hành xung khắc sẽ tạo ra một số bất ổn, đặc biệt trong các mối quan hệ xung quanh bạn. Bạn có thể cảm thấy mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Không phải vì năng lực hay khả năng của bạn kém, mà chính là do những căng thẳng vô hình trong các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân. Đây là lúc bạn cần lắng nghe thật kỹ và tránh để những mâu thuẫn nhỏ làm sao nhãng mục tiêu chính của mình. Tương xung cũng nhắc nhở bạn về cách ứng xử. Dù thông minh và khéo léo, có những lúc bạn hành động theo cảm tính và điều này có thể khiến người khác hiểu lầm ý tốt của bạn. Điều này dễ tạo ra những mâu thuẫn không đáng có, khiến bạn hao tổn sức lực để giải quyết. Thời điểm này, bài học quan trọng dành cho bạn chính là sự lắng nghe và động cảm. Đôi khi chỉ cần chậm lại một chút, lắng nghe thêm ý kiến từ người khác, bạn sẽ tránh được những xung đột không cần thiết. Ngoài ra, tử vi cũng khuyên bạn đừng quá mải mê với những mục tiêu công việc hay tài chính.
mà quên đi những giá trị tình cảm, gia đình và những điều quý giá trong cuộc sống. Sự thành công không chỉ nằm ở việc bạn đạt được bao nhiêu, mà còn ở việc bạn có thể duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp và sự hài hòa trong tâm hồn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này với tuổi Mậu Ngọ là khoảng thời gian bạn cần nhìn lại và điều chỉnh cách mình đối diện với cuộc sống. Những cơ hội vẫn luôn ở đó, nhưng để nắm bắt được chúng, điều quan trọng nhất là bạn phải giữ cho tinh thần được cân bằng, lắng nghe trái tim và hiểu rõ mình thật sự cần gì. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Nhất Bạch Tinh nhập cung chính nam mang đến những tin vui đặc biệt cho người tuổi Mậu Ngọ. Đây là khoảng thời gian sự nghiệp của bạn đón nhận nhiều thuận lợi, khi những ai đang theo đuổi công danh sẽ được hưởng thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực miệt mài. Thành công không đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà chính là từ sự kiên trì, ý chí mạnh mẽ và tinh thần không ngừng phấn đấu của bạn. Con đường sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ đang dần đi vào quỹ đạo ổn định. Bạn không chỉ khẳng định được vị thế của mình, mà còn vững tin rằng dù đối mặt với bất kỳ thử thách nào bạn vẫn có thể vượt qua. Chính sự tự tin và tinh thần tự lập ấy giúp bạn tiến xa, dù trong những thời khắc khó khăn nhất, bạn luôn biết tìm ra ánh sáng cuối con đường. Tuy nhiên, người thông minh không chỉ biết tự mình vượt qua khó khăn, mà còn biết khi nào cần sự trợ giúp từ những người xung quanh. Đừng ngần ngại mở lòng, vì sự hợp tác sẽ là chìa khóa quan trọng giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc trong thời điểm này báo hiệu một vài xáo trộn trong các mối quan hệ đồng nghiệp. Tính cách quyết liệt đôi khi có phần quá cứng nhắc của bạn có thể khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Sự hung hăng trong lời nói, hành động của bạn dễ dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết, đặc biệt là khi bạn quá tự tin vào bản thân mà bỏ qua ý kiến của người khác. Mặc dù bạn có năng lực nhưng thái độ không phù hợp có thể khiến cho người khác đánh giá cao. Đôi lúc vì quá tập trung vào mục tiêu cá nhân, bạn có thể vô tình làm tổn thương những người xung quanh mà không hề hay biết. Bạn nên nhớ rằng, trong hành trình chinh phục đỉnh cao, lòng biết ơn và sự khiêm tốn là những giá trị không thể thiếu. Hãy luôn nhớ tới những ai đã từng hỗ trợ bạn, dù chỉ là một lời động viên hay một hành động nhỏ bé. Bởi lẽ, sự thành công của bạn không chỉ nằm ở những gì bạn đạt được, mà còn ở cách bạn kết nối và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Lời khuyên cho người Mậu Ngọ trong thời điểm này là hãy biết giữ thái độ cởi mở và lắng nghe nhiều hơn. Sự nghiệp của bạn dù có tỏa sáng đến đâu cũng cần đến sự hỗ trợ của những người bên cạnh. Hãy tỏ lòng biết ơn, trân trọng từng sự giúp đỡ và đừng bao giờ để cái tôi cá nhân lấn át đi. Sự hợp tác và gắn kết thành công thực sự không chỉ là sự thăng tiến trong công việc, mà còn là sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong mọi mối quan hệ. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, với tinh thần cầu tiến, thái độ khiêm nhượng, bạn chắc chắn sẽ không chỉ đạt được thành tựu đáng tự hào, mà còn xây dựng được những mối quan hệ đồng nghiệp bền vững. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính. Đây không chỉ là giai đoạn bạn phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, mà còn là cơ hội để chứng minh bản lĩnh, khám phá những hướng đi mới và mở rộng nguồn thu nhập. Bản mệnh không chỉ gánh vác trọng trách mà còn khéo léo biến những áp lực thành động lực để từng bước khẳng định giá trị bản thân. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ này sẽ mang đến cho bạn những khoản thu đầy xứng đáng. Dù vận tài chính đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch chưa thực sự bùng nổ, nhưng đây là thời gian để bạn chuẩn bị gieo mầm cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Tuổi Mậu Ngọ cần kiên nhẫn và không nên quá vội vã. Thời cơ cho những bước đi táo bạo và các dự án mở rộng quy mô sẽ đến sau, chỉ cần bạn biết chờ đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế nhưng, cũng chính vì vận tài lộc chưa thực sự thịnh vượng trong thời điểm này, bạn cần thận trọng trong chi tiêu. Đừng để bản thân bị cuốn vào dòng xoáy của những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy tập trung vào việc kiếm tiền hơn là tiêu tiền, bởi nguồn thu hiện tại chưa đủ mạnh để bạn thoải mái chi tiêu. Ảnh hưởng của sao Tiểu Hao trong thời điểm này dự báo rằng sẽ có nhiều khoản chi xuất hiện bất ngờ và rải rác suốt cả tháng. Dù đó không phải là những khoản lớn, nhưng sự xuất hiện liên tục của chúng khiến bạn có cảm giác như đang bị hao hụt từng chút một. Đó có thể là những khoản chi tiêu hàng ngày,
những nhu cầu thiết yếu mà bạn khó lòng từ chối. Nhưng đừng để những chi phí này làm bạn cảm thấy lo lắng quá mức, bởi đây chỉ là những thứ rất đỗi bình thường và cần thiết cho cuộc sống. Thực tế, những khoản chi tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nếu biết lập kế hoạch rõ ràng, hãy coi đó là một cách để khai thông dòng chảy tài chính của mình. Tiền bạc luôn có quy luật vào ra. Nếu muốn có dòng chảy tài lộc ổn định, bạn cần chấp nhận việc phải chia ra một phần. Hãy thoải mái hơn với các khoản chi tiêu hợp lý, bởi chính sự thoáng đạt trong tư duy sẽ giúp bạn đón nhận những cơ hội tài lộc tốt hơn trong tương lai. Đừng để những lo toan không đáng có làm cản trở sự phát triển của mình. Thay vào đó, hãy xem đây như một thử thách nhỏ mà bạn có thể dễ dàng vượt qua. Lời khuyên dành cho tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm này là hãy tập trung vào việc ổn định tài chính. Đừng lo lắng quá nhiều về những khoản chi rải rác. Quan trọng hơn, hãy duy trì tinh thần lạc quan và tích cực trong việc quản lý tài chính. Bởi khi bạn có tư duy thông suốt, tiền tài cũng sẽ tự nhiên chảy về. Kế hoạch hợp lý và sự bình tĩnh trước những biến động nhỏ sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định về tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai gần. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mậu Ngọ sẽ phải đối diện với những biến động không nhỏ trong các mối quan hệ tình cảm. Sự tác động của tương xung không chỉ gây ra căng thẳng trong công việc, mà còn len lỏi vào cuộc sống cá nhân, làm dấy lên nhiều mâu thuẫn giữa bạn và người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Đôi khi cách bạn thể hiện bản thân có thể là tự tin hoặc vô tình khoe khoang, khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Sự hiểu nhầm này có thể tạo ra một bức màn ngăn cách giữa bạn và những người xung quanh, làm tình cảm trở nên xa cách hơn. Thêm vào đó, thời điểm này bạn cần cẩn trọng với những người xung quanh, có thể trong lúc bận rộn với công việc và những mối quan tâm khác, bạn đã vô tình mở cánh cửa cho những người bạn không chân thành bước vào cuộc sống của mình. Những người này có thể chỉ mang lại năng lượng tiêu cực, và nếu không tỉnh táo, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào những lời nói dối hoặc hành động mờ ám. Đây chính là thời điểm mà bạn cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hãy nhìn nhận rõ ràng để phân biệt ai thật lòng với bạn và ai chỉ đến để lợi dụng. Cuộc sống là một hành trình dài, và việc xây dựng những mối quan hệ chân thành, lành mạnh là yếu tố quan trọng để bạn giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Ngoài ra, tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm này cũng cần lưu ý đến việc duy trì sự hài hòa trong gia đình và với những người thân yêu. Đôi khi vì quá chú tâm vào sự nghiệp và những mục tiêu cá nhân, bạn dễ dàng bỏ qua việc chăm sóc mối quan hệ tình cảm. Những người thân yêu, dù là bạn đời, người thân hay bạn bè, đều cần được bạn dành thời gian và sự quan tâm chân thành. Đừng để công việc khiến bạn trở nên xa cách và lãng quên những giá trị quý báu trong cuộc sống gia đình. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn làm mới lại những tình cảm đã từng thân thiết, hàn gắn những vết nứt trong các mối quan hệ trước khi chúng trở nên quá xa cách. Đặc biệt trong mối quan hệ với người bạn đời, bạn cần phải biết kiềm chế cái tôi của mình. Có thể trong thời gian vừa qua, những thành công trong công việc đã khiến bạn trở nên tự tin hơn, thậm chí có phần kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo này nếu không được kiểm soát có thể làm rạn nứt mối quan hệ với người thân yêu, đặc biệt là với nửa kia của bạn. Một mối quan hệ bền vững không chỉ dựa trên tình yêu, mà còn cần sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Trong các cuộc tranh luận, nếu bạn cứ cố gắng khẳng định mình đúng mà không lắng nghe, sẽ rất khó để giữ được sự hòa hợp. Lời khuyên dành cho bạn là hãy biết cách nhường nhịn, hạ bớt cái tôi của mình, lắng nghe người đối diện nhiều hơn. Đôi khi thắng thua trong các cuộc tranh luận không quan trọng bằng việc giữ gìn hạnh phúc và sự bình yên trong mối quan hệ. Hãy học cách thông cảm, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của đối phương. Bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Tình yêu và các mối quan hệ, dù là bạn bè hay gia đình, đều cần được chăm sóc, vun đắp từng ngày để có thể phát triển và bền vững. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mậu Ngọ được thực thần chiếu mệnh, mang đến những khoảnh khắc vui vẻ bên bàn ăn, thưởng thức nhiều món ngon và những bữa tiệc tụ họp. Tuy nhiên, niềm vui ấy nếu không được kiểm soát có thể dễ dàng biến thành nỗi lo về sức khỏe. Việc ăn uống quá độ liên tục, tụ họp có thể dẫn đến tình trạng cơ thể bị quá tải. Đặc biệt là khi bạn vô tình dung nạp quá nhiều thực phẩm giàu chất béo và calo mà không chú ý đến việc điều tiết thực tế. Một số người tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm này đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi không mong muốn, nhất là về cân nặng.
Dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát không chỉ xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, mà còn do thói quen ít vận động và tư thế ngồi không đúng cách. Mỡ bụng tích tụ ngày càng nhiều là điều dễ hiểu. Khi cơ thể không được vận động đủ hoặc khi bạn ngồi làm việc quá lâu mà không chú ý đến tư thế, đây là lời cảnh báo bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thể dục thể thao. Việc luyện tập đều đặn không chỉ giúp bạn lấy lại vóc dáng, mà còn mang đến sự thoải mái về tinh thần, một nguồn năng lượng tích cực để vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Ngoài ra, không thể không nhắc đến những áp lực mà tuổi Mậu Ngọ đang phải đối mặt trong thời điểm này. Cuộc sống đôi khi trở nên quá ngột ngạt khiến tâm trí bạn rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục. Chính sự căng thẳng kéo dài này có thể là nguyên nhân khiến bạn gặp vấn đề về giấc ngủ. Giấc ngủ của bạn trở nên chập chờn, khó vào giấc hoặc không ngon giấc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn không chỉ cảm thấy kiệt sức mà còn dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý, từ đó gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng hơn. Lời khuyên dành cho tuổi Mậu Ngọ trong thời điểm này là hãy lắng nghe cơ thể mình. Dù công việc và cuộc sống bận rộn đến đâu, bạn cũng cần dành thời gian cho bản thân. Đừng để những áp lực công việc hay những cuộc vui kéo dài khiến bạn quên mất việc chăm sóc sức khỏe của mình. Điều chỉnh lại thói quen ăn uống, tham gia các hoạt động thể thao đều đặn. Và đặc biệt là hãy tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn tinh thần. Khi cơ thể và tinh thần được chăm sóc đầy đủ, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu những căng thẳng trong cuộc sống và những vấn đề về giấc ngủ tiếp tục làm phiền bạn, đừng ngại tìm đến sự hỗ trợ của bác sĩ hay chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn giải tỏa những áp lực đang gặp phải, đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu ích để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và chăm sóc bản thân không chỉ là việc cần thiết, mà còn là cách để bạn duy trì năng lượng và tinh thần sảng khoái để chinh phục những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Thời gian này của tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy biến động với người tuổi Mậu Ngọ. Dù công việc có phần thuận lợi, nhưng bạn vẫn cần lưu ý những tình huống bất ngờ. Dưới tác động của thiên quan báo hiệu một vài thử thách có thể là sự cạnh tranh hoặc tranh cãi trong công việc. Điều quan trọng là bạn không nên để sự tự ái lớn át, thay vào đó, hãy giải quyết mọi chuyện bằng lý trí và sự khôn ngoan. Trong tình cảm, thời gian này bạn cần biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Đừng để sự bận rộn cuốn bạn vào những căng thẳng không đáng có, đặc biệt là trong các mối quan hệ vợ chồng. Đôi khi sự im lặng và chia sẻ sẽ giúp bạn tìm lại sự đồng điệu với người bạn đời. Đây cũng là lúc để bạn hàn gắn những mối quan hệ đã dần trở nên xa cách. Về tài lộc, thời gian này sẽ có những cơ hội để bạn gia tăng thu nhập, nhưng cần thận trọng trong việc đầu tư. Hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh bị cuốn vào những lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu cơ sở. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 19, 28 và 73. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần và tuổi Mão. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu trắng. Lời khuyên, đừng để cảm xúc lấn át lý trí, sự khôn ngoan sẽ giúp bạn vượt qua thử thách. Tiếp theo là tử vi từ ngày 26 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tuổi Mậu Ngọ sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến trong vận mệnh. Đây là lúc mà bạn cần tận dụng triệt để năng lượng tích cực từ thực thần. Công việc của bạn sẽ có những bước tiến lớn, các dự án quan trọng có thể đạt được thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến cách hành xử, tránh tạo ra sự ganh tị hay hiềm khích với đồng nghiệp. Tình cảm thời gian này sẽ có dấu hiệu khởi sắc sau những căng thẳng và bất đồng. Đây là lúc để bạn và người thân yêu tìm lại sự thấu hiểu. Nếu còn độc thân, đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn mở lòng và đón nhận những mối quan hệ mới. Đừng ngại thử những điều mới mẻ, vì cơ hội tình duyên có thể đến từ những nơi bạn ít ngờ tới nhất. Tài chính thời gian này có khởi sắc hơn so với các tuần trước, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, bạn vẫn cần giữ những nguyên tắc chi tiêu hợp lý, tránh phung phí vào những điều không cần thiết. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn 64, 46 và 82.
Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Sửu. Màu sắc cát tường là xanh dương và màu đen. Lời khuyên: hãy tận dụng thời cơ và giữ thái độ hòa nhã để mọi việc suôn sẻ. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tường thiềm thư phong thủy góc ba chân. Thiềm thư là linh vật từ xa xưa có ba chân, có hình dáng miệng ngậm đồng tiền vàng, chân đạp lên đống tiền cổ. Đây là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và giàu sang cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Thiềm thư thường được làm bằng các loại đá tự nhiên, đá quý, những kim loại quý, nhằm thu hút linh khí và dưỡng khí vào nhà, cửa hàng, doanh nghiệp cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tượng Tỳ Hưu phong thủy. Tỳ Hưu hay còn gọi là Thiên Lộc Tịch Tà, là linh vật siêu tải, tác lộc mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà khí, giữ có mang lại sức khỏe bình yên cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tượng ngựa phong thủy. Theo phong thủy, hình tượng ngựa phong thủy mang lại sự tương tác bởi tính khí tốt lành vì uy lực của nó được ứng dụng trong phương pháp trấn yểm của thuật phong thủy, nhằm để tìm đến sự may mắn, ổn định trong cuộc sống, tránh tai tiếng thị phi cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào bởi nó luôn hấp thụ linh khí, dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Từ xưa, con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút dưỡng khí thể hiện sự quyền lực của mình. Tượng cá phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 nếu muốn thành công. Gậy như ý phong thủy. Với việc thể hiện địa vị tăng cường quyền lực mà ngày nay việc đặt quyền trượng trong nhà hoặc văn phòng được cho là sẽ tăng cường năng lượng, chủ yếu về sự lãnh đạo và sức ảnh hưởng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Nếu bạn là nhà quản lý, giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn, thì quyền trượng sẽ đảm bảo quyền hạn của bạn được công nhận. Ý kiến và quyết định của người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 sẽ được công nhận lại và mang lại may mắn cho bạn. Thuyền phong thủy. Phong thủy còn cho rằng, nếu bạn đặt một mô hình chiếc thuyền trên bàn làm việc hay trong phòng, tuy nhiên phải hướng chiếc thuyền vào phòng, thì sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Nếu hướng ra ngoài, sẽ đem lại ý nghĩa là tránh mất. Cây tài lộc phong thủy. Với cây tài lộc màu xanh, thường được ví do là sự mô phỏng của cây ngọc bích. Loại cây chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm, nó sẽ nảy mầm mọc thành cây mới, biểu tượng của sự may mắn, sẽ chia và tuổi trẻ vĩnh hằng cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Tranh đá quý phong thủy. Sở hữu một bức tranh đá quý phong thủy trong nhà, người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 vừa cảm thấy an tâm để làm ăn, lại có thêm một tác phẩm nghệ thuật giúp ngôi nhà trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Tượng thần tài phong thủy. Thần tài là một vị thần mang lại may mắn về tiền bạc cho người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Trong quan niệm nhân gian của người xưa cho rằng, thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, nhận được sự chiếu cố, giúp đỡ của ông nhất định sẽ tài nguyên quảng tiến. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.